Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn cuối tuần mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người máy hút chân không xin CB290B. Máy hút chân không xin CB290B phiên bản hút tự động, không kén túi lựa chọn của nhà kinh doanh thực phẩm. Ưu điểm: máy sử dụng cho hầu hết các loại túi, bao bì. Máy hút tự động và thao tác tùy chỉnh thời gian hút và hàn linh hoạt, công suất hút lớn, lực hút mạnh, thời gian hút tùy ý. Hút được cả thực phẩm khô và ướt, thịt, cá, hải sản, có khay đựng nước thiết kế tiện dụng, hàn miệng túi tiện lợi sau một lần bấm nút, độ ổn nhỏ, lực hút chân không sau khi hút đạt 85 kPa, hút hết 99% không khí. Hiện nay, 80% nhu cầu sử dụng máy hút chân không của người tiêu dùng là đóng thực phẩm để buôn bán, 20% là sử dụng cho gia đình. Hút chân không là phương pháp bảo quản thực phẩm hiện đại, đem đến thời gian bảo quản thực phẩm lâu, giữ chọn được hương vị, chất dinh dưỡng của thực phẩm kết hợp với phương pháp đông lạnh. Máy hút chân không đã được ứng dụng vào nhiều mô hình kinh doanh nhỏ lẻ, truyền thống. Nhiều thực phẩm do cá nhân chế biến với những công thức gia truyền, mùi vị thơm ngon, này đã có thể được đóng gói, bảo quản một cách hiệu quả. Cho phép chúng ta có thể buôn bán sản phẩm của mình một cách rộng rãi, đến tay của nhiều người tiêu dùng. Một số loại thực phẩm phổ biến được đóng chân không: hải sản, thịt tươi, chả cá, chả giò, xúc xích, măng tươi, măng khô, thực phẩm khô như chè, gạo, hạt điều, cà phê, ngũ cốc, mứt, ruốc, thịt khô, nem, 90% các loại thực phẩm đều có thể được bảo quản trong môi trường chân không. Do nhu cầu sử dụng lớn, thị trường cung cấp sản phẩm cũng vì thế mà đa dạng, với nhiều nhà bán hàng, nhiều mẫu máy chân không khác nhau xuất hiện trên thị trường. Máy hút chân không xin CB290B phiên bản hút tự động nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh doanh phổ biến, máy được thiết kế chuyên dụng cho các nhà kinh doanh nhỏ lẻ. Với cơ chế hút bằng vòi hút nằm bên ngoài, máy hút được hầu hết các loại túi, bao bì đựng thực phẩm trên thị trường, từ đó giảm thiểu được chi phí đóng gói cho các nhà kinh doanh thực phẩm một cách đáng kể. Phù hợp với các cơ sở chế biến thực phẩm, bảo quản thực phẩm, hải sản, rau củ quả, thực phẩm đông lạnh, chế biến thủy sản, chế biến hải sản, chế biến thức ăn. Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp lớn nhất về máy hút chân không, túi hút chân không các loại. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip sau.